Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Từ Westminster, anh Tuấn, Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Cà Phê Sáng được phát đi trực tiếp ngay tại studio của Lido Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 Tây Tháng Giêng của năm 2018 và chúng ta cùng đến với những tin tức chi tiết về thời tiết ở ngay tại các khu vực Nam California cũng như 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. 7 giờ sáng ngay tại Nam Cali, nhiệt độ trung bình vào buổi sáng ngày hôm nay sẽ là 53 độ thưa quý vị. Sáng hôm nay là một ngày trời nhiều mây và tiếp tục hôm nay sẽ là một ngày có nhiệt độ ở mức trung bình, khi mà cao nhất vào ban ngày chỉ vào khoảng 73 độ mà thôi. Và ban đêm nhiệt độ sẽ trở nên lạnh hơn, chỉ còn 51 độ và mức độ ẩm ở mức lý tưởng, tức là ở mức từ 47 cho tới 60% trong không khí. Quý vị không còn phải đối mặt với cái tình trạng gọi là da khô hay môi nứt nẻ nữa. Ngày hôm nay sẽ là một ngày ít nắng nhưng mà nhiều mây. Tiếp tục ngày mai nhiệt độ sẽ ấm lên một chút xíu, một vài độ mà thôi, khi mà nhiệt độ trung bình vào buổi sáng có thể có lúc lên tới 77 hoặc 80 độ vào trong những ngày sắp tới, và ban đêm vẫn sẽ tiếp tục với cái khí hậu lạnh như vậy. Tuy nhiên thì có thể là vào cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau, quý vị sẽ thấy rằng ở ngay tại Nam Cali có một trận mưa đầu năm mới sẽ có thể được đổ vào, và mức phần trăm mà các nhà dự báo thời tiết người ta dự đoán có thể lên tới 40 và thậm chí 70%. Kính thưa quý vị, hôm nay thì tất cả những người dân Hoa Kỳ đều hướng về một cái cơn bão tuyết ở từ trải dài từ bờ biển sắp đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, từ tiểu bang Florida cho đến North Carolina, tuy nhiên là Bắc Carolina cho đến Pennsylvania cho đến Baltimore và đi thẳng lên tất cả những tiểu bang Đông Bắc gồm có New York và trở về ở phía từ những tiểu bang của gọi là cái khối New England, quý vị sẽ thấy một cái cơn bão tuyết dày từ khoảng trên 8 inch đã đóng hết tất cả những cái con đường của tất cả các thành phố, khởi đi từ Boston cho đến Connecticut, Rhode Island, Maine, cũng giống như New Hampshire, có thể nói toàn bộ vùng ở phía Đông Bắc Hoa Kỳ đến giáp giới với tất cả các quốc gia sát bờ, của các tiểu bang sát bờ biển đến miền Florida đều đóng một cái màu trắng. Đó là một cái cơn bão tuyết đã thành hình ở miền gọi là nơi mà thủ phủ của những người dân đến định cư tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cơn bão tuyết hôm qua đã làm có thể ngưng trệ tất cả mọi sự di chuyển trên con đường 95, trên con đường 90. Có tuyết đã đóng và bây giờ thì người ta không còn gọi tuyết nữa mà gọi là icy. Dạ, có nghĩa là băng đó. À, đóng đá lại. Dạ, à, đá. Thì có thể nói khi mà cái trời đóng đá rồi thì rất là khó khăn cho người ta vì chạy nó, cái độ bám xe nó không còn dính vào trong bờ đường nữa. Và nó gọi là slide, nó trơn trượt đi, dạ, vâng. Rất là nguy hiểm. Nhưng thưa quý vị, có thể nói đây là một cái trong cơn bão tuyết lớn nhất tất cả các tiểu bang ở trên vùng gọi là Đông Bắc. Nhưng đặc biệt thì chúng ta cũng thấy ở tiểu bang Illinois của thành phố Chicago, tuyết đã cũng đóng đen với cái nhiệt độ lạnh còn chỉ có âm độ 7. Tuy nhiên là một trong những cái cơn giá lạnh tối đa và trong 99 năm qua chưa bao giờ từng thấy ở Hoa Kỳ. Không hiểu rằng là thiên tai nó hết nóng rồi đến lạnh, cứ như độ cứ tiếp tục xoay chuyển như vậy. Liệu cái sự tổn thất và chịu đựng của người dân Hoa Kỳ được đo lường như thế nào thưa anh Tuấn? Và như vậy thì có tuyết có lạnh như vậy thì có phải là nóng lên toàn cầu không anh? Hình như đâu phải đâu, phải không? Theo như lời ông Tổng thống thì bởi vì vẫn còn tuyết và bởi vì còn giá lắm. Thật sự mà nói thì tất cả những người công kích những cái lời nói của Tổng thống Donald Trump về một cái lời tuyên bố có vẻ như là chẳng đặng đừng vô thưởng vô phạt. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ thì người ta vẫn nói đến
cái gọi là trái đất này vẫn bị hâm nóng. Và một trong những cái khí hội nghị khí hậu thời trên thế giới mà chỉ có hai quốc gia rút ra tham dự cái hội nghị đó là Hoa Kỳ và Nga Xô, đã gây nên một cái làn sóng căm phẫn và công kích của những người mà người ta lo sợ cho tương lai trái đất này sẽ bị hâm nóng và hậu quả của nó như thế nào. Tuy nhiên đến bây giờ thì chúng ta bỏ qua chuyện đó và chúng ta nhìn vào những hình ảnh ở phía những cái thành phố, những tiểu bang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, và chúng ta nhìn thấy ở đó những người dân đang gánh chịu một cái cơn bão tuyết có thể nói là khủng khiếp, chưa từng thấy ở trong lịch sử của Hoa Kỳ cỡ khoảng trong những cái thời gian cận đại đến bây giờ, thưa anh Thuận. Trong cùng lúc đó, đi đến với phần tin về thế giới, một trong những sự kiện rất là quan trọng vào tối ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, đó là chính quyền Bắc Hàn Kim Jong-un muốn nối lại đàm phán đối với chính quyền Nam Hàn. Tin tức này được đưa ra từ bên phía hãng thông tấn Reuters cho biết rằng lần đầu tiên trong vòng một vài năm trở lại đây, nhất là sau khi những căng thẳng diễn biến, khi mà Bắc Hàn đã cho thử tới hàng loạt những vũ khí hạt nhân, những cái loại mà bom đạn đạo, những cái loại hỏa tiễn đạn đạo hay hỏa tiễn xuyên lục địa ICBM, thì Bắc Hàn lại muốn nối lại những cái quan hệ đàm phán sau khi mà lên tiếng cáo buộc người đứng giữa cũng như là đe dọa Bắc Hàn, đó chính là Hoa Kỳ. Cái sự việc này nó đưa ra một cái vấn đề, đó là nhiều người phân tích và dự đoán rằng hiện tại có thể Bắc Hàn đang muốn chia rẽ giữa chính quyền của Nam Hàn và Hoa Kỳ. Cùng trong lúc đó thì chính phủ Bắc Hàn cũng muốn gửi một nhóm các lực sĩ, các vận động viên đến ngay tại Thế vận hội sẽ được diễn ra vào năm 2018 sắp tới đây ở ngay tại Nam Hàn, thưa anh. Kính thưa quý vị, sự kiện đã xảy ra ở tại bán đảo vùng Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, đó là cuộc nói chuyện trực tiếp giữa chính phủ của Bắc Hàn, đại diện cấp cao mà ông Kim Jong-un đã chỉ định, với một vài viên chức thành phần của chính phủ với Nam Hàn. Cuộc nói chuyện đã diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Và đây là một trong những cái cuộc nói chuyện đã nối tiếp lại trong một cái khoảng thời gian đã bị cắt khoảng trên 2 năm trời. Cuộc nói chuyện đã bao gồm tất cả những ý nghĩa gì chưa ai được biết rõ nội dung của buổi nói chuyện. Nhưng theo tất cả những bộ tin tức của Bộ Thông tin Báo chí của Nam Hàn cũng giống như Bắc Hàn, họ đã nhìn nhận rằng là đã có một cái buổi nói chuyện giữa hai bên trên 20 phút. Sự kiện này xảy ra từ 3 giờ 30 chiều cho đến 3 giờ 50 chiều giờ địa phương. Và trong 20 phút nói chuyện để hai bên hàn gắn lại tất cả những cái sự liên hệ giữa hai quốc gia mà đã từ lâu đã bị gián đoạn. Đó là theo thông tin của Bộ Thông tin của Nam Hàn đưa ra. Đây là một trong những sự kiện ít nhất để làm cho người ta có tinh thần hớn hở là ít nhất cái đường dây nói chuyện giữa hai bên có thể là một trong những cái cầu nối để làm cho cái tình hình căng thẳng ở trong khu vực giảm bớt đi phần nào. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta phải nói đến người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới đã nói gì về những cái sự kiện mà liên tục xảy ra. Chắc có lẽ người ta nói đến đó là nhân vật của Tổng thống Hiệp Chủng Quốc thứ 45 của Hoa Kỳ, đó là Tổng thống Donald Trump. Người đàn ông quyền lực nhất thế giới đã bắt đầu nói về một cái sự đọ sức với Bắc Triều Tiên vào cuối ngày thứ ba, khi Tổng thống Donald Trump đã tự hào về nhà lãnh đạo có thể dễ bay hơi, đó là ông Kim Jong-un, rằng ông cho rằng ông có vũ khí hạt nhân lớn hơn, mạnh hơn. Những lời bình luận mà theo tất cả một vài nhân viên báo, những chuyên gia bình luận thì cho rằng họ gọi là những, theo như lời họ thì họ nói rằng những lời bình luận ngớ ngẩn của Tổng thống Donald Trump về sức mạnh hạt nhân của ông giống như những lời chế giễu của trường tôi lớn hơn trường bạn. Kính thưa quý vị, đó là một trong những lời bình luận của những bình luận viên xuất sắc ở trên thế giới đã nói về những cái sự gọi là phân tích của Tổng thống Donald Trump khi ông cho rằng tôi có bom hạt nhân lớn hơn bom của ông. Thế giới này không sống và không có thể nói rằng được khuyến khích bởi những cái quả bom lớn hơn hay nhỏ hơn, mà họ được khuyến khích bởi một trong cái tình gọi là sống chung hòa bình với nhau. Đưa ra những cái câu hỏi mới về việc Tổng thống đã suy nghĩ sâu sắc và thực sự về sức mạnh hủy diệt tuyệt vời mà theo lời của ông ta đã nói đó là sức mạnh tuyệt vời. Kính thưa quý vị, sự bùng nổ và lời qua tiếng lại giữa hai nhân vật, một bên là ông Kim Jong-un và một bên là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, liệu có công bằng hay là không, liệu có cân bằng hay không? Khi kính thưa quý vị, chúng ta thấy một vị Tổng thống của một đại cường quốc trên thế giới với một quốc gia nhỏ bé chỉ sử dụng tất cả những cái điều mà người ta cho rằng đã không được chấp thuận ở trước Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tại sao chúng ta phải lại tiếp tục đi nói chuyện với những kẻ mà có thể nó không đáng nằm ở trong tầm mức chúng ta nói chuyện? Và khi chúng ta đọ sức về một cái sức mạnh của một cái sự việc mà đã được bị thế giới lên án qua cái hành động chúng ta đã thả hai trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945,
đó là một trong những cái quá khứ đau khổ của nhân loại. Đó là một trong những cái tội ác mà có thể nói hiện nay bao nhiêu người phải gánh chịu. Bởi thế chúng ta không có thể tự hào với sức mạnh của ta với một tên hàng xóm có thể nói là du côn du đồ như vậy, thưa anh Tuấn. Trong khi mà phản ứng với những gì mà ông Donald Trump nêu lên ở trên trang mạng Twitter về những cái lời đe dọa của Bắc Hàn, thì những thượng nghị sĩ của bên phía đảng đối lập, đảng Dân Chủ, người ta lại cho rằng những điều mà ông Tổng thống Donald Trump nói là quá ấu trĩ, thưa quý vị. Những lời của thượng nghị sĩ của bên phía đảng Dân Chủ, ông Jim Hume, đại diện cho bên phía tiểu bang Connecticut, ông nói phải thể hiện, đối với cương vị một người tổng thống, phải thể hiện những gì chúng ta đang có, không phải là qua những cái lời nói. Và những gì ông Donald Trump đang nói sẽ không còn được quan trọng bởi thế giới nữa, bởi vì những cái điều đó người ta đã coi quá tầm thường và giống như những đứa trẻ 10 tuổi nói chuyện với nhau. Nguyên văn mà ông Tổng thống Trump đối đáp lại với bên phía Bắc Hàn, đó là ông nói sau khi mà Kim Jong-un khoe rằng ở trên bàn của Kim Jong-un đã có sẵn cái nút kích hoạt hạt nhân và toàn bộ lãnh thổ Mỹ đã nằm trong cái tầm phủ sóng của bên Bắc Hàn, thì ông Trump nói ô, cái nút của tôi nó bự hơn của Kim Jong-un và chúng tôi có hệ thống hỏa tiễn hạt nhân mạnh hơn Kim Jong-un. Người ta liên tưởng tới những đứa trẻ 10 tuổi nói chuyện với nhau về ai có nút bấm bự hơn, thưa anh. Kính thưa quý vị, đó là một vài lời bình luận của một vài chuyên gia bình luận ở trên thế giới. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng Tổng thống Donald Trump, ông là một trong những người vị Tổng thống đã được dân chúng Hoa Kỳ bầu lên. Tất cả cử tri của Hoa Kỳ đã tin tưởng vào vị lãnh đạo của họ. Và ông ta cũng có quyền đưa ra những cái lời tuyên bố mà có thể những nhà bình luận không mấy hài lòng. Nhưng bên cạnh đó thì Tổng thống Donald Trump cũng cho thấy rằng tất cả mọi cái diễn biến, tất cả mọi cái sự việc mà có thể đe dọa đến nền an ninh của Hoa Kỳ đều phải được quan trọng. Và ông ta đã sẵn sàng đi đến nơi, đến chốn tất cả những cái sự việc gọi là khiêu khích đối với tình hình an ninh của Hoa Kỳ. Là dĩ nhiên chúng ta sống trong một cái quốc gia được quyền tự do và được quyền nhìn nhận tất cả những cái sự tự do ngôn luận đến từ mọi phía. Phía bên này nói thế này, phía bên kia nói thế nọ. Nhưng bên cạnh đó chúng ta thấy những lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump phản ánh cái quan điểm của ông, một trong những người chủ trương là first American first, American first, Hoa Kỳ là cái điều trước tiên. Đó là một trong những cái quan điểm chính trị của Tổng thống thứ 45 của chúng ta. Chúng ta có quyền chỉ trích, chúng ta có quyền bằng lòng, nhưng bên cạnh đó chúng ta phải chấp nhận tất cả những gì mà hiện nay Tổng thống Donald Trump đang lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ và ông không đi trái với hiến pháp của Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.